không biết cách pha xăng nhớt, hoặc là lâu lâu mà lỡ mà xài máy hay thì mà quên pha xăng, quên pha nhớt vô là banh đó. Còn con này là mua xăng xe máy về đổ vô chạy đó, nhớt cũng nhớt của xe máy, lâu lâu thay nhớt lần ha. Rồi cũng lên ga một xíu, lên ga một xíu bà ke giật, giật thôi đó, nó chạy chuẩn nè cô chú. À, mấy chú lớn tuổi mấy cô nữ mua này đi, về chạy bao im luôn. Rồi máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nghe cô chú. À, cảm ơn cô chú đã đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian qua nghe cô chú ơi. Thì hôm nay là tiếp tục theo sự yêu cầu của mấy chú nữa, là Kiệt ơi là lựa những con máy mà cái vỏ xấu xấu rồi trong ruột thì nó đẹp đó. Thì bữa nay là theo sự yêu cầu của mấy chú nè, lựa những con máy giá thật là rẻ nè đó. Mấy chú cứ alo lựa máy cho chú, đó là em sẽ lựa cho cô chú một con máy ok luôn. Nhưng mà hôm nay là cái vỏ hơi xấu nha cô chú, cái dàn áo hơi xấu, tại vì về là những con máy đẹp là em đã lựa hết rồi. Bây giờ còn những con máy cái vỏ hơi xấu rồi giao lưu với cô chú giá thật là rẻ luôn. Nói chung là hôm nay là xả lỗ đó cô chú đó, theo sự yêu cầu của mấy chú là cứ là lựa máy rẻ đó là máy chất lượng nha. Thì bên em là chuyên 100% là hàng Nhật Bản nha cô chú, tất cả 100% máy bên em bán là hàng Nhật Bản ha đó. Thì hình thức bán máy bên em làm bao ship tận nhà cho cô chú, tới nơi thì cô chú được quyền kiểm tra hàng đó. Trước khi thanh toán cho shipper là cô chú là cứ khui thùng ra nè, bắt shipper ngồi đó, cô chú đổ xăng vô giật máy cảm nhận ok ngon lành hết rồi mới nhận hàng, mới trả tiền cho shipper hay cô chú đó. Thì đặc biệt là bên em không nhận cọc trước của cô chú luôn, để cho cô chú có sự tin tưởng bên cửa hàng em 100% ha, để đặt hàng bên em ha cô chú đó. Thì trước khi vô bán máy hàng Nhật Bản thì em có về những con máy GX35 này cô chú đó, về rất là nhiều luôn nè cô chú, thùng thùng đầy hết trơn nè. Tại vì có những chú á đặt máy GX35 về rồi xài ngon lành rồi, bên em là máy này là máy thùng nghe cô chú, máy mới 100% đó, đặt về xài êm rồi cảm nhận ngon lành rồi mới đặt thêm nữa, rồi em thấy vậy thấy cũng êm quá em mới đặt về em bán nữa hai cô chú đó. Thì vô giới thiệu máy GX35 trước nghe cô chú. Đây thì con máy này là đến từ thương hiệu là Honda GX35 nè cô chú đó, những cái thương hiệu này thì cô chú cũng biết rồi ha. Đây là máy là đây, quay gần vô cho cô chú xem nè, Made in Thái Lan ha. Đó, GX35 Honda Made in Thái Lan. Đó, có dập nổi Honda GX35 trên đây. Nè, đồ đạc là chỉnh chu chuẩn hết ha cô chú. Nè, số seri đồ gõ nét hết chuẩn chuẩn ha. Nè, số seri nè. Đó, gõ nét hết ha cô chú. Rồi, thì cái đầu máy gì đây? Thì em bán là 1.190.000 bao phí ship tới nhà cho cô chú. Là cái đầu gờ gì đây ha cô chú. Đó, 1.190.000. Rồi, thì nguyên cây cần máy. Đây, nguyên cái máy và cây cần luôn. Đó, cũng là hàng là thùng nghe cô chú. Em đem ra em giới thiệu đó cô chú. Hàng thùng mới 100% luôn ha. Về cô chú nhớ giùm em chạy rô đai nó mới bền nha. Tại vì không chạy rô đai chạy mình chạy nó nóng máy nó non đồ hết nên nó không bền. Còn cô chú nhớ chạy rô đai giùm em, rất là bền luôn. Đây, quay cho cô chú xem nè, có ga bóp mọi dịch, cần thì rất là sắc sảo hay cô chú, rất là chuẩn luôn nè. Đây, đồ đạc rất là chuẩn ha. Đây, đồ bò này cô chú, đó chuẩn ha. Rồi thì nguyên cái đầu máy gì đây, thì máy và cây cần thì em bán 1.590.000, cũng bao phí ship tận nhà, máy đập thùng nghe cô chú chứ không phải máy ngoài, máy đập thùng đàng hoàng. Rồi thì vô bán hàng Nhật Bản cô chú ơi. Trước khi vô bán hàng Nhật Bản thì em sẽ giới thiệu cái quà tặng bên em luôn. Quà tặng này là quà tặng hàng Nhật Bản nghe cô chú. Rồi thì em có tặng một cái chắn cỏ cho cô chú nè. Kế tiếp là một sợi dây đeo. Đó, sợi dây đeo ha. Là hai món nè. Món thứ ba là một cây lục giác. Đó, để mình lắp ráp ha. Cái thứ tư là một cây tiếp mở bugi. Nhưng mà con này là xịn sò nha, con này có cái đầu là mình để lắp ráp cái lưỡi đó cô chú. Đầu này mở bugi, đầu này thì mình mở ốc tua vít ha.
đó, 3 trong 1 rất là xịn sò đó, rất là dày, đi ra ruộng cầm cây này theo là chuẩn rồi đó. Rồi thì em có tặng thêm một cái lưỡi nữa cô chú, tặng một lưỡi cắt nữa cho cô chú. Thì trong 3 lưỡi cắt này thì cô chú được quyền lựa chọn một lưỡi trong 3 lưỡi này ha. Đây là lưỡi dài, lưỡi tròn nè, đây là lưỡi dài, đây là ổ cắt bằng dây đó. Cô chú ví dụ như lấy ổ cước thì bỏ lại cho em 2 cái này, còn lấy lưỡi dài thì bỏ lại 2 cái này, còn ví dụ như cô chú mua thêm một cái thì 50.000 nè, tổng combo thì thêm 100.000 cho em ha. Đó, nguyên combo này 100.000. Thì bên em có bán cái gạt cỏ luôn cô chú, cái gạt cỏ nè, để cắt cỏ cho trâu cho bò cho dê ăn bản này nè đó, 90.000. Rồi thì có bán nhớt 2 thì luôn cô chú ơi, em có bán nhớt 2 thì Mekong Lút 2 thì nè, dầu nhớt pha xăng chuẩn nha, hàng này là hàng xịn sò nha cô chú. Đó, 1 lít xăng mình lường vô 80ml nhớt 2 thì, có cái cống lường đàng hoàng em bán 100.000 ha, nhớt xịn nghe cô chú. Rồi vô bán máy luôn hiểu rồi. Rồi thì con máy đầu tiên đến từ thương hiệu Makita đó, hôm nay là có được 2 con máy này là chuẩn nhất nè, đẹp nhất trong ngày hôm nay nè. Rồi con máy đầu tiên đến từ thương hiệu Makita M2001, là công suất của nó là nồng 31 ly hay cô chú nè, lốc đẹp nè, bô đẹp nè, bình xăng qua mà gò siêu tiết kiệm xăng, lốc có dập nổi Makita trong đây nè, hiểu quay sâu ở trong ơi, đây nè, thấy không hiểu, thấy mà nó mờ. Rồi đây, trước khi bán máy thì em sẽ quay chi tiết toàn bộ cho cô chú xem bô này cô chú đó, chuẩn ha, Makita chính hãng, le đỏ tự động nha, con này là siêu đẹp nghe cô chú đó, đồ bò nè, xịn sò nè cô chú, đẹp len keng luôn nè, trắng cỏ ghim nè đó. Rồi tay lái đầu ghim nguyên con, máy đẹp hay cô chú, con này là đẹp ha, bữa nay là xả lỗ nghe cô chú, bữa nay tất cả những con máy hôm nay là em xả lỗ ha, nói chung là một lô máy về là em về là cỡ khoảng 700-800 hoặc 1.000 cái máy, thì còn lại bán 700-800 mà còn lại là 200-300 là xả lỗ đó cô chú. Bóp vú nè, đóng e, rồi giật ha, hạ e xuống, bao chuẩn nè cô chú, thương hiệu Makita ha. Coi nó đã nè cô chú. Rồi tắt ha. Con máy này thì dành cho mấy chú lớn tuổi nè, mấy cô nữ nè, nó tầm hơn 3 kg rồi mấy chú. Đây đó. Siêu nhạy luôn, thẳng dây là chạy nè. Nè cô chú coi nè, thẳng dây là chạy thôi. Rồi tắt nè đó. Em để trên đầu gối em kéo thẳng dây là chạy đó. Rồi tắt ha. Rồi thì con máy đầu tiên hôm nay là lô hôm qua là lô C á hiểu. Lô C thì bữa nay lên lô D cô chú ơi. Lô D. Ký hiệu là D1. Bữa nay là ngày mấy hiểu? Bữa nay là ngày ngày 7 tháng 4. Ngày 7 tháng 4, đúng rồi, ngày 7 tháng 4 cô chú ơi. Đây em ghi chữ nhỏ ở đây luôn. Ngày 7 tháng 4. Cô chú nào mà đang coi video của em á, ví dụ như gọi không được á cô chú, gọi số điện thoại trên màn hình nếu mà gọi không được, tại vì trong lúc em livestream thì cô chú rất là nhiều cô chú gọi em nên sợ gọi không được, cô chú cứ nhắn qua Zalo em đi, kết bạn qua Zalo chốt D1 đó. Bữa nay để em giảm giá nè, thường là con này là từ 1.400.000-1.500.000 nè, nhưng mà con này em để cho cô chú 1.300.000 thôi, siêu đẹp, siêu nhỏ gọn luôn, có 1.300.000 mình sử dụng được con máy Nhật là siêu đẹp thôi cô chú. D1 giá 1.300.000 siêu đẹp luôn nè. Đó, ốc đồ là chuẩn Nhật luôn ha. Bình xăng qua mà gọi siêu tiết kiệm xăng. Rồi, kế tiếp là cũng đến từ thương hiệu Robin. Đó, con này cũng chuẩn Nhật ha, Robin. Nè, lốc đẹp, bô đẹp. Nè, bình xăng còn ốc 7 màu luôn nè. Cứ gọi thẳng vô trong đây nè hiểu. Đó, ốc là còn 7 màu ha, con này le đỏ tự động luôn, chuẩn nè cô chú.
À, đồ đạt chuẩn ha. Tay lái cần gai gai dữ ha. À, đầu bò da băng trắng cỏ ghim đó. Trước khi gửi đi thì trắng cỏ em sẽ gắn sẵn cho cô chú ha. Rồi thì tới nơi thì cô chú được quyền mà khui thùng ra, đổ xăng vô. Đổ xăng vô thì mình bóp vú nè, bóp vú cho xăng nó lên rồi mình test máy ha. Bóp vú, bấm e vô rồi giật ha. Đó, lên ga, lên ga là le đỏ tự động nó nhảy ra nghe cô chú. Nè, Robin nó chạy chuẩn nè cô chú. Robin với Makita là nó chung một thương hiệu ha. Nó chạy chuẩn như nhau vậy đó. Cái thằng này nhỏ mà có vỏ nghe cô chú, chạy cực kỳ êm luôn á. Nè, tắt ha. Nè, để em giật cho cô chú xem nè. Đó, kéo thẳng dây là chạy thôi. Nè, tắt nè. À, mấy chú lớn tuổi mấy con nữ lên chốt mấy con này nè, bao im luôn. À, có 1,000,000 là mình được sử dụng một con máy Nhật bãi xài ngon lành, đẹp long lanh ha. Ốc còn 7 màu đó cô chú. Đó, rồi, kế tiếp là ngày 7 tháng 4. Em ghi ngày 7 tháng 4 vô luôn đi, khỏi lộn nghe cô chú. Nhớ nhắc giùm em là ngày 7 tháng 4 nha, tại vì lên tháng nào em cũng có lên lô D. Này là D2. Giao lưu với cô chú giá 1,2 triệu thôi. Đó. Giá là rất là mềm cho cô chú lớn tuổi ha. Máy tầm hơn 3 kg rồi mấy chú. Nè, nó siêu nhẹ nè. Rồi. Kế tiếp là đến từ thương hiệu Maguyama. Đó. Con này là 23cc nòng 32 ly. Đó, từ khúc này trở đi là bắt đầu xả siêu xả lỗ rồi cô chú. Đó. Con này là hành trình bê tông cao nè. À, chụp giật trợ lực nè. Đồ đạc nói chung là ngoại hình đó hơi xấu nghe cô chú, nhưng mà chất máy làm bao gin. Tới nơi thì cô chú được quyền kêu thợ kiểm tra là trước khi cô chú mà nhận hàng đó, kêu thợ kiểm tra. Ví dụ như nói con máy này mà kiệt nó bán máy mà gã rồi, hoặc là máy này hàng của Trung Quốc hay gì đó, em tặng cho cô chú luôn, khỏi lấy đồng nào hết nghe cô chú. Đó, bình xăng nè, qua mười gò siêu tiết kiệm xăng nè. À, hành trình bê tông cao nè, bô đồ còn ok hết, con này ghim nguyên con nghe cô chú. Nè, tùm gời luôn ha. Cô chú nào mà có theo dõi kênh em nào biết ha. Em bán máy rồi, nói chung là rất là chuẩn nghe không cô chú. Đây, tay lái ghim nè. Nè, ga ghim nè. Đó, em có lắp thêm cho cô chú một bộ tay lái ngang. Cái này, tay lái này để cắt trong vườn trái cây, hoặc là mình bơm nước, mình sử dụng bản này cho nó gọn ha. Còn cắt ngoài ruộng thì mình lắp thêm này cho cô chú. Con này là 23cc nòng 32 ly. Đó, đầu bò nè. Đó, trong quân cỏ khích kịch luôn ha, chân cỏ ghim. Rồi, test máy luôn cô chú. Em quay máy là nói chung là em bán quay rất là rõ. Bóp vú, đóng e, lên ga, giật. Trợ lực, có trợ lực nghe cô chú. Chuẩn rồi cô chú. Maguyama. Tua rất là cao nghe cô chú. Rồi tắt luôn. Đó, cô chú nào có thôi theo dõi kênh em biết, thường thường Magu này nè mà tung gời thì giá từ 1,8 triệu, 1,9 triệu tới 2 triệu, nhưng mà hôm nay em sẽ giảm giá cho cô chú còn có 1,5 triệu thôi. Đó, một con máy gì em giảm từ 3 tới 4 tới 500 ngàn nghe cô chú. Như con này là giảm cả 500 nè. À, D3. Em giao lưu với cô chú giá 1,5 triệu. Đó, bao phí ship tới nhà, tặng đủ phụ kiện hết nè. Ghim chăm chăm. Tới nơi thì cô chú cho em cho thợ là kiểm tra thổi máy. Cái vỏ nó hơi xấu thôi mấy chú mà cắt cỏ cho trâu cho bò ăn mà không quan trọng cái vỏ hơi xấu, chốt mấy con này rẻ mà bền luôn đó cô chú. À, rẻ mà bền ha. Nè, à, kéo thẳng dây là chạy thôi, bao chuẩn. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu cũng mà Maguyama. Nó cũng y hệt con vừa gọi luôn, cũng là hành trình bê tông cao. Nó cũng là Maguyama 2003, nồng cũng 32 ly. Đồ đạt chuẩn ha. Bình xăng cũng qua mười gồ, siêu tiết kiệm xăng, bô cũng là ok ha.
Đây đầu bò nè. Ủa, cái tôm gầy nè cô chú. Đó, tôm gầy ha. Con này thì cái ngoại hình cái vỏ nó hơi xấu hơn con vừa gọi xíu. Em dám giá nữa. Đây Magu 23 nồng 32. À, đồ đạt là chuẩn gin 100% hết. Con này là gin 100% em bao gin nghe cô chú. Rồi cũng bóp vú đóng e. Lên ga. Giật. Nó nghe cái hơi nó cắt ha. Hạ e xuống. Bao chuẩn nghe cô chú. Nói chung là cô chú an tâm đi. Nói chung là máy em đã bán rồi thì cô chú cứ an tâm đi. Cái tua cực kỳ cái tua ha. Rồi tắt cô chú ơi. Con này cái vỏ nó hơi xấu hơn con vừa gọi xíu. Giảm luôn nhưng mà đồ ở trong còn sáng hơn nha. Cái vỏ hơi xấu nhưng mà đồ ở trong sáng hơn. Đó, D4. D4 em giảm cho cô chú còn 1.4 triệu. Đó, giảm con này 600. Con này là nếu mà đẹp, hôm trước em có con cù tai y hệt con này luôn nè. Đó, 2.4 triệu. Mà con này có 1.4 triệu rồi cô chú. Y hệt luôn, không khác miếng nào hết trơn. Rồi, kế tiếp cũng đến từ thương hiệu. À, con này là máy Robin nghe cô chú. Nhưng mà hàng của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài đó cô chú. Robin ha. Nè, chữ Nhật không cô chú. Con này là 25cc nồng cũng là 34 ly. Con này nồng 34 ha. À, độ trong sáng gực nè cô chú. Nhưng mà vỏ xấu quắc à. À. Mấy con này là bữa trước là 2 triệu, 2 triệu 2 không đó. Đây. À, tùm gợi ha. Lóc nè. Đồ chuẩn hết nghe cô chú. Đó, em quay là em sẽ không giấu một chi tiết nào hết. Em sẽ quay rõ từng chi tiết cho cô chú xem ha. Đây, tay lái nè. Cần nè. Nhà đầu bò. Đó, da băng ha. Tay lái ngang. Ga giữ. Rồi, bóp vú đóng e lên ga. Hôm nay là giảm giá nên em quay tốc độ cho cô chú nghe. Đó, bật e lên. Nghe thương hiệu Robin nó chạy cái tiếng đó nè cô chú. Bao lực luôn nghe cô chú. Nghe tiếng Robin nè. Bao im luôn cô chú. Nghe cái tiếng nó trong nó hự trong nè. Rồi tắt ha. Con này là bao chuẩn nha cô chú. Rồi cũng giảm giá cho cô chú luôn. Cái vỏ hơi xấu nha. Con này là tùm gời nhưng mà vỏ hơi xấu nha cô chú. Rồi nồng 34 ly. Rồi bữa nay nhiều đây. Giật mình luôn. D5. Giảm cho cô chú còn 1.6 triệu. Đó. Giảm từ 4 đến 500 nghe cô chú. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu cũng là Robin. Máy của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài luôn nghe cô chú. Đây nó để là cái gì à. Quitter cái này không biết được đâu cô chú ơi. Mốt chắc học tiếng Anh tiếng Nhật thời gian quá. Đây mắt in da bằng thấy rõ không hiểu. Đó nè. Đó. Đồ nè. Bao đẹp bao sáng luôn nghe cô chú. Này. Đó, chuẩn nha, đẹp từng con ốc. Đây. Tùm gời ha cô chú. Đồ đạt chuẩn ha, nè. Ruden style vậy nè cô chú. Chuẩn ha. Nè, đầu bò xịn sò hàng bãi Nhật. Đó, gắn chân cỏ sẵn cho cô chú đó. Rồi, test nổ luôn. Rồi, bóp vú. Nhớ ha, nhớ giùm em ba thao tác, bóp vú cho sẵn lên, đóng e, giật, lên ga, giật, hạ e xuống. À, bao chuẩn nha cô chú, nồng 34 ly ha. À. Đó. Rồi tắt ha. Nói chung là
Cô chú những con máy này là cô chú cứ an tâm đi, cái vỏ nó xấu nhưng mà trong ruột nó là bao phê. Đó, nồng 34 ly mà bữa nay tung gời luôn mà em để có 1 triệu 6 đó cô chú. Nè, D6 có 1 triệu 6 thôi. D6 giao lưu với cô chú 1 triệu 6. Đó. D6. Rồi, kế tiếp là D7. D7 đến từ thương hiệu Magu Yanma. Này, 26cc nồng 34 ly. Magu Yanma. Nè, ốc còn đẹp luôn ha, mà vẫn giảm giá cho cô chú luôn nè. Nè, ốc đồ trong bình xăng còn đẹp luôn nè cô chú. Bình xăng Wambago siêu tiết kiệm xăng ha. Lốc có dập nổi Made in Japan chính hãng của Nhật nghe cô chú. Nè, bô đẹp nè. Đồ đạt là chuẩn ha. À, ốc đẹp luôn nè, nhưng mà vẫn giảm giá cho cô chú. Thấy gõ ốc không hiểu? Hay nè. Đây, chuẩn ha. Nè, ốc đây. Rồi, cần ghim tay lái ghim. Đầu bò xịn sò ha. Thấy gõ không? Rõ nè. Đó. Rồi, cũng bóp vú. Đóng nghe, lên ga. Bật e lên. Cực kỳ chuẩn nha. Rồi, công tắc nằm bên đây. Chuẩn giảm giá cho cô chú luôn. Magu Yanma, nồng 34 ly. D7, con này là D7, giảm cho cô chú còn 1,7 triệu thôi. Đó, thường là 2 triệu, 2,1 triệu, 2,2 triệu nha, nhưng mà giảm cho cô chú còn 1,7 triệu thôi. Ốc còn trắng tinh nghe cô chú, nhanh tay ha. Rồi, kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Magu Yanma, cũng là 26cc đồng 34 ly. Đó, bữa nay nói chung là ngày siêu giảm giá nghe cô chú, nhanh tay nghe cô chú. 26cc nồng 34 Magu Yanma. Đó, ốc ác đồ đạc còn trắng tinh ha. Chuẩn ha, bình xăng này còn trắng luôn nè cô chú. Đó, đồ đạc chuẩn ha. Này, ốc riêng từng con ốc ha. Này, tay lái riêng. Này, chuẩn ha. Đồ bò Made in Japan. Rồi, bóp vút. Đóng e. Kéo ga lên. Giật. Bật e lên. Con này nổ quá tiếng nó chắc ghê rồi, lớn rồi chú. Cực kỳ chuẩn nha. Rồi, tắt ha. Rồi, D8 vẫn giảm cho cô chú luôn. D8 giảm cho cô chú còn cũng 1,7 triệu luôn. Đó, bữa nay là siêu giảm giá nha. Một con là giảm ít nhất cũng từ 300, 400, 500. Rồi, kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Magu Yanma, 26cc nồng 34 ly. Rồi, con này là ốc trắng tinh luôn nè. Bình xăng Wambago siêu tiết kiệm xăng. Lốc có dập nổi Made in Japan. Nè, lốc đẹp, bô đẹp luôn. Đây, quay rõ chi tiết ha. Bô nè. Bữa nay cô chú nào không quan trọng ngoại hình máy thì chốt. Nói chung là nó hơi dơ thôi cô chú. Nè, ốc nè. Đẹp từng con ốc ha. Thấy rõ không hiểu? Hay rồi. Tay lái ghim, cần ghim. Này, 26 ha. Đầu bò Japan. À, trắng cỏ ghim ha. Rồi, test máy luôn. Rồi, bóp vút. Đóng e, lên ga. Bật e lên. Bao đẳng cấp nè cô chú. Rồi, con này nó chạy nghe tiếng nó đã nè cô chú. Con này gắn cái bơm nước vô cái nó bơm nó khủng khiếp luôn á.
bao thuê nha. Rồi tắt cô chú ơi. Rồi D9 giao lưu với cô chú giá 1.900.000 nghe cô chú. Rồi kế tiếp đến từ thương hiệu Ruby. Đó, hôm qua được con Ruby rất là nhiều cô chú hỏi luôn, mà hôm nay về được cũng con y hệt vậy nè cô chú. Đây Ruby 2610 ha, nó cũng như Mitsubishi 261 vậy đó cô chú. Ruby đó, tiếng Nhật không à, quay cho cô chú xem tiếng Nhật nè. Hiểu đó, thấy rõ không? Dạ thấy nè. Đây đây bình xăng nè, bình xăng qua mà gồ ha, ốc nó hơi đen nghe cô chú. Con này em giảm giá luôn, hôm trước là có một con giống gì nè 2.221.000 vậy đó, nhưng mà con này siêu giảm giá cho cô chú. Con hôm qua là 1.800.000, bữa nay giảm nữa cô chú ơi. Bữa nay xấu hơn hôm qua một xíu, nhưng mà đồ đạt là cũng chuẩn nét ha, nhưng mà ốc nó hơi đen đen nghe cô chú. Rồi chuẩn ha. Rồi cũng ra bóp xịn xò. Rồi ra bóp xịn ha, à chuẩn nè, à riêng ha. À, đầu bò chống quấn cỏ, chắn cỏ ghim. Rồi giật có trợ lực nghe cô chú. Bà ke bóp vú, bóp ga, bóp từ lừa hết trơn nè. Rồi trợ lực nha. Ha e xuống. Nè, nghe hơi nè cô chú. Chuẩn nha. À, cái bô hơi đen nghe cô chú, cái ốc hơi đen. Rồi công tắc nằm trên tay lái đó, bữa nay giảm cho cô chú thêm nữa. Rồi hôm qua 1.800.000 D10 giảm còn 1.600.000. Cô chú nào hôm qua hỏi là bữa nay vô chốt liền nghe cô chú, nó cũng không thua máy hôm qua nhiều đâu, nhưng mà tại bữa nay là em xả lỗ thôi. Rồi kế tiếp như cô chú cũng biết rồi đó, ví dụ như mình mua một lô quần áo về đi, mình mua mình bán 9 bộ còn bộ là chắc ăn, hoặc mình bán 6-7 bộ còn lại là khúc sau, cỡ nào mình phải bán lỗ hết trơn, nào mình bán hết đặng thu hồi vốn ha. Nè kế tiếp là thương hiệu Echo. À, đồ đạt là chuẩn nha, bô hơi đen này cô chú. Nè bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng ha. Đây con này là GT260 nồng 34 ly nghe cô chú, dẫn giảm cho cô chú luôn đó, ngoại hình nè chuẩn ha. À, ga bóp tay lái ghiên cần ghiên hết 100%. Đây GT260 đầu bò chống quấn cỏ đó, chắn cỏ ghiên. Rồi bóp vú. À, tới khâu quan trọng là khâu bóp vú đó. Bật e lên ga. Hạ e xuống. Cực kỳ chuẩn nghe cô chú. Nghe cái hơi của Echo nó chạy nè cô chú. Con này là 26cc nồng 34 ly, siêu tiết kiệm xăng nghe cô chú. Hơi cực kỳ chuẩn nghe. Rồi công tắc nằm trên tay lái. Rồi dẫn giảm cho cô chú. D11 giảm cho cô chú còn 1.600.000. Đó nồng 34 bữa nay có 1.600.000 luôn cô chú ơi. Nhanh tay nghe cô chú. Rồi kế tiếp đến từ thương hiệu Makita. Con này là cũng là M261 cũng như là Mitsubishi ha, cũng 261 đó, Makita nồng 34 ly đó, bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng đó, đồ chuẩn ha. À, đồ còn sáng nè, bô sáng nè, cũng nồng 34 ha đó, Makita đó, chuẩn cực kỳ ha, riêng 100%. Tay lái ghiên cần ghiên, ga ghiên, đầu bò đó, xịn sò. Rồi bóp vút, đóng nghe, lên ga, giật ha,
Bật e lên. Bao chuẩn nha cô chú. Makita nó chạy phải nói là bao phê nồng 34 ly ha. Nghe tả nè cô chú. Gạch thì diễn dự ha. Rồi công tắc phía sau. Rồi con này vẫn giảm cho cô chú luôn. D12 giảm cho cô chú còn 1.6 triệu luôn. Đó, bữa nay là giảm siêu giảm không cô chú ơi. Rồi kế tiếp là D13. D13 đến từ thương hiệu Maguyama. Con này là 2630 nghe cô chú. Maguyama 2630 chụp giật trợ lực nè. Đó, bình xăng là còn siêu đẹp luôn nè. Nè, có tem Lima siêu tiết kiệm xăng nè. Đó, thương hiệu này là thương hiệu của Kubota nghe cô chú. Đây, bô đẹp, thấy rõ không hiểu? Thấy nè. Đó. Kubota. Chuẩn ha. Cũng giảm giá cho cô chú luôn. Tay lái ghim cần ghim nè. Đầu bò lớn chống quấn cỏ luôn. Chắn cỏ ghim. Nồng 34 ly ha. Rồi. Bóp vút. Bật e lên ga. Thẳng dây là chạy thôi. Hạ e xuống. Đã cực kỳ ha. Kubota ha. Rồi tắt máy của chú ơi. Con này giảm luôn. D13 giảm cho cô chú còn 1.7 triệu luôn. Siêu giảm giá. Chung là cô chú là hôm nay mà được xem cái clip này là mua được mà máy chuẩn mà lại rẻ này cô chú. Rồi kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Maguyama 26cc nòng 34 ly. Đó con này là được 2 kim luôn ha cô chú. 2 kim nè. À, lóc đẹp, bô còn đẹp luôn. Đây, đồ đạt chuẩn ha. Đầu bò lớn trong quấn cỏ. À, chăn cỏ gắn sẵn ha. Con này ghim 100%. Rồi, bóp vút. Đóng nè. Lên ga. Này em bé 5 tuổi giật chạy đó cô chú. Nó nhẹ giật cực kỳ luôn á. Bao em ha. Nghe tiếng nó lực nè cô chú. Rồi công tắc nằm trên tay lái. Đó. Đó, công tắc nằm phía sau này cô chú ơi. Nằm phía sau lưng máy ha. Rồi D14. D14 giao lưu với cô chú giá 1.6 triệu luôn. Đó. Bữa nay nói chung là bán hết lô luôn cô chú ơi. Giảm từ 400, 500, 600 luôn á. Rồi kế tiếp con cuối cùng đến từ thương hiệu Makita, máy 4 thì ha, dành cho mấy chú lớn tuổi mấy cô nữ nè. Đó, bình xăng riêng, bình nhớt riêng, lóc nè, sáng gực luôn. Máy này là còn siêu đẹp nghe cô chú, cũng là bình xăng qua mờ gồ luôn, siêu tiết kiệm xăng. Makita 4 thì ha, dập nổi Makita trên đây. Tay lái ghim cần ghim. Thương hiệu Makita. Đầu bò xịn sò. Cần quá đẹp cô chú ơi. 26 nòng 34 ha, dành cho mấy chú mà với mấy cô nữ mà quên cách pha xăng nhớt á.
không biết cách pha xăng nhớt, hoặc là lâu lâu mà lỡ mà xài máy hay thì mà quên pha xăng, quên pha nhớt vô là banh đó. Còn con này là mua xăng xe máy về đổ vô chạy đó, nhớt cũng nhớt của xe máy, lâu lâu thay nhớt lần ha. Rồi cũng lên ga một xíu, lên ga một xíu bà ke giật, giật thôi đó, nó chạy chuẩn nè cô chú. À, mấy chú lớn tuổi mấy cô nữ mua này đi, về chạy bao im luôn. Bao lực nghe cô chú, chạy lực cực kỳ luôn á. Garanti nó nhuyễn đã nè. Rồi công tắc nằm trên ta lái. À, rồi con cuối cùng D15. D15 giao lưu với cô chú giá con này là 2,2 triệu nghe cô chú đó. Rồi thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú ha, cảm ơn cô chú đã xem hết clip của em ha. Rồi thì cô chú xem clip vui thì nhớ cho em xin một like, một cái đăng ký kênh ha. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú.